tôm càng xanh toàn đực. Rồi nao lấy ở đâu? Chỗ viện hả? Chỗ ông Bảy hả? Thấy ông ấy hả? Mình đó thì nhờ anh đó, nhờ anh giúp đỡ liên kết làm bây giờ luôn á. Cái này giai đoạn nào rồi? Này giờ 10 ngày á. Giai đoạn nào em cũng không biết nữa. Không có kính yên gì hả? Dạ không, không em... Đâu ông múc từ từ ông ấy xuống tôi chụp nó hình cho đẹp đẹp cái. Ừ, rồi. Ok. Nào lấy đợt này lấy mấy triệu? 4 triệu quá đây. Ông để là nhiêu đồng? 250 đồng. 25. 25 triệu. Hôm nay mình làm mấy mẻ rồi? Chú Khiếu nó xúc cho tôi coi lấy cái ly á. Cho ăn xong đi. Nó còn cái khu chân kia nữa. Tám, 24, 25 hồ, lấy 25 bể. Này cho ăn cái gì đỏ đỏ vậy? Dạ. Cho ăn cái gì đỏ đỏ vậy? Hạt à, của Mỹ hay là của Vĩnh Châu? Dạ, của Mỹ á, da đỏ đỏ Vĩnh Châu, da đỏ sông của Mỹ. Đâu múc coi tôm ấu trùng coi. Đây nè. Cái này nó được 10 ngày tuổi. Ngày nhập thì em phải nhớ. Có thấy rồi đèn không? Khỏi thấy rồi. Bự rồi. 10 ngày. Vậy bữa nay ngày thứ 10. Nó đó. Tính là ngày nhập trùng. Ồ đẹp quá nhỉ. Cũng ôm gà nó chạy rồi liền đó. Cũng đều quá ha. Dạ. Cái này mình múc ngay cái chỗ hơi còn mình múc lửa mà nó. Nó hấu ánh sáng. 10 nữa là 20 cỡ 10 ngày nữa là có phải không? Dạ. Bớt mình thường này có 2-3 ngày là mình ốc trong mình 2-3 ngày là xuất được rồi. Một xíu trao đổi kỹ cái này cái đi làm tính tiếp chuyện khác. Dạ, trao đổi thì để em làm công chuyện xong cái thì anh em ngồi uống thêm chút. Rồi được rồi. Còn khu trên là đi đi đi.